Sau nhiều ngày đi vào hoạt động, hành trình của chuyến xe chia sẻ đã trao tặng hơn 15 tấn gạo đến với những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào ngày thứ 3 của hành trình, sáng ngày 18 tháng 4, chuyến xe chia sẻ đã có mặt tại quán cơm xã hội Nụ Cười 4 thuộc quỹ từ thiện Bông Sen trên đường Bến Vân Đồn, quận 4 để trao tặng nửa tấn gạo cho đơn vị này. Tại đây, ban tổ chức đã cùng tham gia chế biến gạo thành những suất cơm thơm ngon mỗi ngày và trao đến tận tay những người vô gia cư, các chú xe ôm hay những cô ve chai không có điều kiện nấu ăn. Theo như chia sẻ của đại diện quán cơm xã hội Nụ Cười 4, do thực hiện giãn cách xã hội nên việc phát cơm tại quán đã tạm dừng. Thay vào đó, mỗi ngày ở đây duy trì khoảng 450 suất ăn, sau đó sẽ có tình nguyện viên của quán rong ruổi khắp các tuyến đường để mang những suất ăn này trao đến tận tay các cô chú. Đồng hành cùng những tình nguyện viên của quán trên các tuyến đường để phát cơm, chúng tôi có dịp tìm đến những mảnh đời cơ nhỡ sống trong các ngôi nhà nằm sâu trong hẻm vắng và mang đến cho họ những phần cơm nóng hổi cùng một bao gạo đài thơm nặng 10kg. Ngoài ra, còn có những chai nước rửa tay khô cùng khẩu trang y tế được gửi đến với mong muốn giúp họ bảo vệ an toàn cho chính mình trong thời kỳ đại dịch. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân cùng chung tay thực hiện thêm nhiều hoạt động và chương trình vì mục đích cộng đồng, giúp đỡ người lao động nghèo vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống trong mùa Covid này. Đừng quên theo dõi những hành trình tiếp theo của chuyến xe chia sẻ và để lại comment chia sẻ cảm nhận của mình bạn nhé. Gọi thanh xuân, gọi bình minh, JW luôn.